Chào cả nhà, bây giờ Tuấn sẽ giới thiệu cho cả nhà món cà pháo dưa leo và đu đủ ăn với lại mắm nêm chay nha. Món này rất là đặc biệt luôn. Đây, bánh khọt, cà pháo, đu đủ. Một món rất là hấp dẫn và rất là bình dân. Ở quê nhà thì hay ăn món này. Cái này là mắm Tuấn mua từ Quy Nhơn về. Đây là một món mắm rất là đặc sản, mắm chay rất là ngon, đặc sản của Nha Trang, nhưng mà Tuấn mua tại Quy Nhơn. Mắm thì chúng ta mua về và chúng ta chế biến lại nha cả nhà nha. Còn đây là rau, tất cả các loại rau, chúng ta thích ăn rau gì thì sẽ ăn rau đó. Tuấn thì thích ăn salad nè, dập cá nè, nói chung là rau gì cũng khoái, rau là thích rồi. Còn không thể thiếu được đó là món bột. Bột thì chúng ta có thể mua ở siêu thị về. Ở quê thì hay ngâm gạo xay, xong rồi trong tí gia vị vô. Và bây giờ là bắt đầu. Ngon lắm. Tiếp theo sẽ là bánh xèo. Đây, bánh xèo. Tất cả bánh xèo và bánh khọt thì chúng ta sẽ đổ bằng bếp than. Ở quê thì đổ bằng bếp than thì bánh sẽ ngon, rất là giòn luôn. Mọi người thấy không? Hấp dẫn chưa? Và chúng ta sẽ cuốn với lại bánh tráng nè. Cho bánh tráng và rau sẽ cuốn vào, sau đó sẽ chấm với mắm. Mắm thì chúng ta mua về chúng ta chế biến đường và một ít chanh để cho nó hơi chua chua, ngọt ngọt. Ăn rất là hấp dẫn luôn. Đây, và bây giờ là xong một cuốn rồi nè. Bắt đầu thôi, tiếp tục. Ngon lắm. Ngoài ra thì món mắm này chúng ta có thể chế biến với lại bún này mọi người. Bún và rau trộn vào ăn rất là ngon. Trời ơi, nó cay cay ớt ăn đã lắm. Hấp rất là hấp dẫn luôn. Với lại một ít nấm Tuấn xào lên, Tuấn trộn chung vào. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn ăn chung với lại cơm. Đây là rất là tiện lợi khi mà ở nhà. Chúc tất cả mọi người có những món ăn thật là ngon và hấp dẫn nha. Bye bye.